Chào cả nhà nha, bữa nay mình tiếp tục đi săn ếch ong nữa nha cả nhà. Mời cả nhà theo chân mình đi săn ếch nha cả nhà. Đây là trên quốc lộ 30 của mình nha cả nhà. Mình đang đi ra đồng cả nhà ơi. Giờ mình mới ra tới đồng nha cả nhà. Ếch kêu quá kêu rồi. Đây một cặp cả nhà ơi, mình mới ra tới đồng mình gặp một cặp luôn nè cả nhà. Không biết phải không nữa mà thấy nó dạ sáng quá lúc kia kìa. Ếch đồng này thì ếch bự bự không à, đúng rồi một cặp luôn cả nhà ơi. Cặp thì chắc nhỏ quá. Cũng được, cặp này bự ngay cả nhà. Quá đã luôn cả nhà ơi. Thấy không cả nhà? Đã luôn. Cặp này 300 gram cả nhà, 4 300 mấy gram cả nhà, ếch cá quá to. Quá đã. Thấy ham không? Mới ra là lầm đường cặp à. Ếch quá trời kêu à. Đây con nữa cả nhà ơi. Nằm cặp đường bờ luôn. Mình đi đang đi trên đường bờ khó đi quá. Nằm em ru luôn này cả nhà. Ít cái cả nhà ơi. Nằm mệt xuống em ru. Đây em cặp cả nhà ơi. Nằm trên đường bờ này. Chắc nhỏ quá. Trời có đỡ hơn không nha cả nhà. Cặp cũng trọng chứ không nhỏ đâu. Rồi nó cặp đường nước nữa. Rồi nó mập xuống rồi. Nó cặp đường nước nữa, nó nhảy nhẹ cái lại dâng nước luôn. Nhà nó mập rồi cả nhà ơi. Cặp bết bự luôn cả nhà. Bết bự nha. Rồi luôn rồi. Ôi con ít cái đã đực nhảy cả nhà ơi, ít cái quá mọi người. Ôi nhảy à, ủa hết sức uổng. Quá trời nhạn, nhạn đất quá trời luôn. Mình gọi mình lại toàn là thấy nhạn không. Nhạn với ba ăn giặt lùng không à. Mình lầm hoài. Nó sánh với hai mắt luôn đó nha. Mình đi giấc này cũng trễ quá. Ếch giờ người ta bắt hết, muốn hết ếch luôn. Nó kêu vợ kêu dữ lắm mà nó nhát, nó kêu nó nằm ở trong ấy không à. Gốc gã dưới trong hang không cả nhà. Bắt ếch này là mình nhờ đi
sớm, bắt ít lẻ. Đây con nè, mưa rồi con nhạn nữa chứ không phải ếch đó nhà ơi. Tưởng được ếch mà mình đi vài bước cái đầu nó bay à, nó sáng giới con mắt gì đó. Mình đi một cua đâu cả tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ mà không thấy cả nhà ơi. Bây giờ mình lên bờ mình ngồi luôn rồi nè, lên đê mình ngồi à, quá mệt à. Mình được giờ được có 4 mét rồi cả nhà ơi, 4 mét à. Để mình dạch ra cho cả nhà xem cái nhà, để mình dừng máy. 4 mét nữa nằm cục nè, 4 con à. Không đủ ăn nữa cả nhà ơi. Đó. Giờ kêu nhóc hết trơn luôn mà mình gọi không thấy lúa không à, gà không à. Hết chờ luôn à. Chứ nó nhát quá à, kêu dưới đường nước dưới trong hang nữa. Video mình cũng tới đây, đáng ơn cả nhà. Hay thì cả nhà nhớ ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh nghe cả nhà, để mình có cái động lực mình đi săn bắt tiếp cả nhà ơi. Có ít nhiều mình cũng bắt cho cả nhà xem nghe cả nhà. Miền Tây mình thì có đi săn bắt không cả nhà ơi, dưới ăn uống không à. Mà dạo này mình không có ăn uống nữa cả nhà ơi, ít ăn uống quá. Bây giờ tới đây đã ngưng cả nhà, bye cả nhà nha.